besonders häufig kommentieren diesmal Autofahrer in Bayern. Giày để bán cho người ta mua. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Má khoai tây có dăm mấy cái cành lá lốt nè, nó lên rễ và lên lá. À, nó ra rễ nhỏ gì mình xuống được chưa? Nhưng mà sợ ngâm lâu quá thì cái cây nó bị chết, cho nên thôi bây giờ mình sẽ xuống đất nè. Xuống đất một cái cây này trước. Có xíu rễ này, hy vọng nó lên nó sống. Tại vì lá của nó có rồi, mình cần phải đem ra ánh sáng. Hey, đi vô đi con. Đi vô. Đây ở cái chân đó con. Đây. Ai. Đây. Ai, đó khoai tây lái xe đâu. Xe. Đây nè, má đẩy vô, má đẩy đi. Đây đưa má tính tiền. Đi chợ chỉ mua giá thôi á. Xong mua thêm mấy cái thứ này nữa. Hôm nay tự nhiên thấy chợ nó có bán sữa đặc. Đây mình bây giờ mình trả lại nha. Mình trả chiếc xe lại, khoai tây xuống nè. Không. Khoai tây leo xuống xe nè, rồi xong má trả lại xe cho siêu thị nè. Chứ bây giờ mình mua xong rồi mình về con ầm nha. Xe đẩy nhỏ dành cho em bé, xe của khoai tây. Hai xuống này con nè, không có phải xe của khoai tây đâu, mình xuống mới trả xe lại cho khoai tây nè. Khoai tây trả xe lại cho siêu thị nè, xuống con. Lưu liếng lắm mà, xuống con. Xuống mình về nhà. Sao con không à, mình đi về đi. Để bữa khác đây con à. Bữa khác nha, bữa khác má dẫn khoai tây ra rồi khoai tây lấy xe nhỏ nha. Đây về. Cầm tay má nè. Đi về thôi. Luôn biến lắm. Bánh đâu? Bánh đâu? Đâu có bánh đâu. Hồi nãy mua bịch bánh cho em, bây giờ nhớ lại bánh đâu, hỏi bánh đâu. Sao con? Nói ngồi. Anh Thảo ngồi á hả? Khoai tây ăn sáng nào bà cô chú à, một chén dâu tây, ổ bánh mì với lại hai lát xúc xích, bánh mì chấm với lại nước sốt nè. Ngon không con? Dạ ngon. Giỏi ghê, khoai tây ăn sáng đó bà cô chú ơi. Đúng rồi, yếm do ông nội cho. Bằng cái yếm vô để cho khỏi bị dơ cái đồ đẹp. Đầm cô Diễm tặng. Cô Diễm tặng. Sáng sớm ra luôn bà cô chú ơi. Là thấy cái đầm của cô Diễm tặng đẹp quá là lôi xuống đòi bận đầm đẹp. Đầm công chúa đó con ha. Đẹp ghê. Có ăn dâu ha. Cởi giày rồi má cởi giày cho. Còn má khoai tây thì ăn sáng với bánh mì. Mấy bữa còn nè. Anh Thỏ coi. Thỏ coi đúng rồi, cho anh Thỏ nhìn đằng trước coi ha. Khoai tây đi chợ bà cô chú ơi. Nắng quá kéo. Tới nơi. Tới nơi rồi.
cho khoai tây lớn rồi hả? Đúng rồi, cái đồ chơi đó chờ khoai tây lớn rồi mới chơi được ha. Đây. Con nhện. Nhện để trang trí. Cái gì vậy mama ơi? Mặt nạ. Mặt nạ để chơi Halloween. Gần gần tới Halloween rồi đó mà cô chú ơi. Đúng rồi, nhà đó có. Nhà không mua, giỏi ghê. Mình không mua nhà con à, đi. Nhà trang trí. Không, không cầm. Đứng dậy đi tiếp nè. Cây, cây, cây. Đúng rồi, cây. Không, con hươu. Con hươu đang đứng. Đứng chơi. Đứng chơi, trời, họ có hỏi tiếp tiếp không? Không, cái dần nó bị hư của người ta, mình đi tiếp nè con. Đồ trang trí. Đi trang trí nhà. Ừ. Nhà phòng khách. Đây đi. Nhà để trang trí con à. Nhà đó. Nhà đó phải tay ai. Lắp gì hả? Đúng rồi, lắp gì hả? Đây. Sao con? Đi kéo anh Thỏ đi. Đi qua máy nè. Đi vô bên kia mình mua kìa. Lấy cái chân ra. Giày để bán. Cho người ta mua. Xử lý công kênh ghê khôi tây ơi. Đó, anh Thỏ bị té. Con cầm anh Thỏ lên, dẫn anh Thỏ lên. Đó, anh Thỏ té cho nên bị hư cái tay thấy không? Rồi, kéo anh Thỏ đi. Sao con? Con muốn mua bong bóng đó hả? Thầy ơi. Mình mua cái đó ha, mua một cái thôi. Đèn sáp. Để thấp. Cái đó không có mua, bỏ lại chỗ cũ con à. Không có mua cái đó, mua cái. Bỏ lại chỗ này nè. Bỏ lại con. Kéo vô. Đúng rồi, mua cái này nè, rồi em ra tính tiền. Móc quần áo. Móc quần áo về để móc quần áo cho khoai tây. Rồi, bỏ lên tính tiền, mình ra mình tính tiền nha. Tính tiền. À, tính tiền. Cầm này tính tiền. Đó. Trời ơi, bây giờ mắt ở đây cũng còn rung nè ông bà cô chú nè. Đang lựa đồ xong bắt đầu kêu ra tính tiền. Ra tính tiền xong cái nhớ lại muốn mua cái thớt. Xong cái ra đang lấn lựa cái thớt, cái em nghe cái tiếng hồi nãy kêu là đi tính tiền đó ông bà cô chú. Cho nên là em chạy thẳng ra quầy tính tiền luôn, mắt cái tay lại không biết, cứ tưởng là em chạy
trở vô lại để em để rồi coi đồ. Thì là mắt cô ta chạy vô kêu quá trời không thấy. Đẩy đi ha, mình đi về ha. Kêu quá trời không ơi không hỏi mà chạy vô hả, nguyên cái siêu thị ở phía trong á, chạy vô coi cũng không thấy em. Hay sao có người chỉ là đứng ở ngoài vài tính tiền rồi. Trời ơi, chạy ra thấy em mừng quá trời luôn. Tại biết sao cái siêu thị nó cũng rộng mà nó tuồn luôn đó, cho nên là sợ phải tay lạc ở chỗ nào. Mà rốt cuộc là tính đứng ở quầy tính tiền rồi, trời ơi, phải ôm hai tay một lát để cho nó bớt rung lại rồi mới tính tiền được. Bây giờ tay chân cũng còn bủng rủng nè, như cảm giác lúc đó nó sợ ơi là sợ luôn. Tại siêu thị nó rộng lắm mọi người, mà kệ hàng rồi tùm lum tà la hết, mà chạy nguyên cái khu ở trong là không thấy coi tay đâu, kêu cũng không thấy ơi hỏi luôn, cho nên sợ quá trời. Mà may quá tại vì do là em đứng ở ngoài cái quầy tính tiền á, cái có cái cô Thu Ngân á, cô giữ lại. Rồi thêm nữa có một khách hàng cũng tính tiền cũng có em bé á, và tại đứng chung với em bé đó. Rồi xong cái có người chạy ngược vô để định tìm má khoai tây đó, thì vừa chạy mấy bước thì má khoai tây đang chạy ra, cho nên con ok khoai tây có con bé đứng ở quầy kìa. Trời ơi mừng ra gớm, vợ cũng còn run mặt rồi chú ơi. Lỗi của má khoai tây là đã lo lựa hàng mà không có để ý tới người ta, kêu người ta ra hả tính tiền mà lại không chịu ra tính tiền, ráng kiếm hàng thêm nữa làm người ta bị lạc mẹ. Đây đẩy đi về ha. đi con đây ông đó, đi chợ về rồi. Khoai tây về tới nhà ha, khoai tây ha. Sao con nắng hả? Hết nắng rồi. Đậu xanh cà. Đậu chín rồi, mình hấp khô vậy thôi. Bây giờ mình tắt bếp nè. Hôm nay khoai tây bận rộn lắm bà cô chú ơi. Đi siêu thị mua đồ tới 2 lần luôn. Hết rồi. Hết cần gì đâu. Đẩy mạnh vô. Rồi kéo ra. Đây, siêu thị thôi. Đây, mua trái sung. Sung để ăn. Rồi mình đi tính tiền rồi xong mình cầm về ăn. Hôm nay ở Leader nè, nó có tuần lễ châu Á. Nó bán mấy cái sản phẩm của châu Á. Mình coi thử có cái gì mua được hay không. Nó có bán bánh tráng luôn. Bán bánh tráng nè, rẻ. Có một có bán nấm mèo luôn. Nấm mèo. Còn đây nấm gì nữa nè? Nấm hương. Nấm hương. Bánh tráng. Hà Tây muốn mua cái gì? Hà Tây muốn mua bánh tráng hả? Rồi bỏ vô giỏ đi. Mua thử cái bánh tráng này về sao. Ôi rớt rồi kìa. Đi ra tính tiền. Má con tính tiền luôn. Má làm gì? Má đang tập gì? Oh, they're all...
Giấm con nè. Bỏ vô mình ngâm cà rốt. Để xay mình nấu ăn. Thịt mới đi chợ mua về mà nó ở trong nó đang xì như vậy nè, sao ăn? Bây giờ cầm ra đổi lại nè bà cô chú nè. Mama của cho đây đi chợ thịt. Lại cái là thịt rồi lên mình chắc sửa mình đổi lại nè, coi thứ có được hay không, đổi hộp mới nè, hy vọng không bị gì. Bể ra ở trong nó cũng hơi đen đen nhưng mà như là cái thịt nào nó cũng vậy sao á, cái cô bán hàng nó không sao hết á. Rồi hỏi một cái em người Việt nữa thì em nói sao thịt em mua về cũng vậy, bể ra bên trong nó được, để về má nấu ăn nha. Nhưng thịt ở đây là người ta bán là vận chuyển là đông lạnh hết đó sao. Sau khi đổi xong á, mình bẻ ra mình thấy ở trong nó vẫn đen đen. Nói thì thịt nào cũng như vậy hết. Thôi bây giờ chịu thôi. Má cô Khoai Tây đi đổi thịt. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye. Và hẹn gặp lại. Cứu.